Trên một bộ phim mà cái kết cục rất là hay, anh rất là thích, anh rất là cảm động và rưng rưng nước mắt. Và mình cảm thấy đây là một bộ phim rất là hấp dẫn á, tại từ đầu tới cuối phim mình cứ hồi hộp, nhịp phim rất là tốt luôn. Thì là đây là một bộ phim lúc nghĩ là khán giả trẻ hào sảng rất là thích luôn á. Tất cả những cái phân đoạn mà gọi là nhát ma của Lý Hải tôi rất thích, và đặc biệt là tôi rất thích nhân vật của Bảy Chồn của Lý Hải. Phần này thì thật sự ra là một cái cú twist rất là bất ngờ luôn, và nó làm cho mình không thể nào mà mình kìm lòng được. Là một người coi phim khá nhiều cho nên là tới phần giữa phim là Lan đã có thể đoán được chút xíu, nhưng mà cái đoán của mình nó vẫn sai. Và rõ ràng mà nói, cái tình mẫu tử là một cái tình cảm thiêng liêng nhất và không có bất kỳ cái giấy mực nào có thể diễn tả được. Mà ở đây trên một cái bộ phim, anh Hải anh đã có thể dẫn dắt cái câu chuyện và truyền tải được cái thông điệp đó cho tất cả mọi người, thì Lan cảm thấy là đây là một cái tác phẩm mà Lan nghĩ có lẽ là anh Hải tâm đắc nhất. Đây là một bộ phim ma hài rất là gần gũi, dễ thương, tức là các cái mảng miếng hài thì rất là đời thường và làm cho mọi người bật cười một cách rất là sảng khoái và tự nhiên. Bên cạnh đó thì yếu tố nhân văn về tình mẹ con được đề cao. Và xem phim thì cảm nhận được cái sự quan tâm của gia đình, của những người thân, và kể cả những sự quan tâm của bạn bè với nhau. Chị nghĩ đây là một phim rất là thú vị. Giác như là đang xem một cái phim ma của nước ngoài vậy đó. Sợ thiệt, rất là ghê. Nhưng mà cái thông điệp của cái phần 4 này thì rất là hay, và gần như ai cũng sẽ thấy chính mình ở trong đó. Một tính chất giải trí rất là cao, khi mà mình coi xong mình cảm giác mình rất là vui, rất là hài hước, rất là nhiều tiếng cười. Và song song đó thì anh ấy luôn luôn đem lại cho mọi người một thông điệp, và không khác những lần trước, anh luôn đề cao những thông điệp về gia đình. Và đó là một cái rất là khôn khéo khi mà anh đánh vào cái tâm lý của người xem, và nhất là đặc biệt những người coi ở mọi tầng lớp. Cảm xúc của Trang sau khi xem phim đó là Trang rất là nhớ mẹ, và bộ phim này nó rất là hay và cũng có nhiều đoạn rất là giật mình. Ngoài đời thì trưởng không sợ ma, nhưng mà sau khi xem một phim Nhà Có Khách là phần 4 của anh Lý Hải, thực sự mình cảm thấy rất là tâm phục khẩu phục ảnh về cái vấn đề mà nhát ma, bởi vì thực sự là phạm trưởng la lớn nhất rạp luôn. Khi mà anh Lý Hải đưa ra được một cái thông điệp đó là hãy dành những cái tình yêu thương cho người gần kề bên mình, có thể là cha mẹ mình, bạn bè mình, bạn thân của mình, hoặc là tình yêu của mình, thì cái đó là một cái điều mà Hiếu cảm thấy rất là ý nghĩa và nhắc nhở mọi người là cho dù chúng ta có thể bộn bề công việc, chúng ta không được quên những cái điều đó. Phim Việt Nam mà có thể là làm được những cái hiệu ứng mà sợ thì khủng khiếp. Hy An ngồi kế bên mình mà Hy An cấu béo rồi Hy An ra hét ung thửng. Vui cũng có mà sợ cũng có, xong rồi mình xem mình kiểu như là quánh quéo theo luôn, hét la hét luôn, mà cười thì cũng rất là sảng khoái luôn. Truyền tải được một cái nội dung về gia đình và về những người xung quanh mình thân, và sau khi xem phim này thì mình cảm giác là mình sẽ trân trọng những cái người mà ở bên cạnh của mình ngay tại bây giờ, chứ không phải là một lúc nào khác hết. Bộ phim này vừa mang tính hành trình nè, vừa kinh dị nè, vừa hài hước, mà còn có những ý nghĩa về cuộc sống gia đình. I really enjoyed it. I haven't seen a Vietnamese horror movie before. So and now that I've been in Vietnam a little while, I understand the humor. I thought it was very, very funny. And I recommend that a lot of people go and see it. Yeah. Good story, lots of scary bits. Yeah. I liked it near the end where it sort of got climactic, and the four guys were in the house and the ghost was coming from both sides. I thought that was very funny. Yeah. I like Lee High's cameo as well. Yeah.